Cái này cây kim quýt nha bạn. Có số anh em mua kim quýt mà nhà mình nó lâu lắm mình không thấy cây kim quýt nào đâu. Giờ nhà mình còn đúng một cây kim quýt nè. Cây này thì giá nó cũng hơi cao chút xíu tại nó thành phẩm rồi. Nên là người ta làm cốt chi nó cũng lâu rồi. Có một số mà cắt này nha bạn, mình lấy mấy lũa mình đánh này. Cái dòng chỗ này được 33 nè, 33 34 nè, cục này nè, nguyên cục bự nè. Còn chiều cao nó là 43. Tàng ngang nó được 54 55 ạ. Cốt này nó già lắm, mình buông kém rồi. Em quay mặt sau cho các bạn coi. Cây kim quýt là đế vậy là cũng ok rồi. Nó có một cái hốc lũa cho này thôi. Mấy cái sẹo thì nó chung không liền đâu nha các bạn. Kim quýt thì nó chung không liền sẹo đâu, mình lấy mấy lũa mình đánh lên sam là mình lấy mấy lũa mình đánh lên vân đẹp lắm. Kim quýt. Chanh mướt rồi. Dài dữ lắm nha bạn. Tỉa sơ sơ cái này mình chưa có tỉa nè. Bấm là mấy cái này. Kim quýt. Cây này không có gửi chậu nha bạn. Cái này kim quýt thì nó sống dai lắm, yên tâm đi. Nhổ lên bó bầu, đóng thùng xốp gửi, đóng thùng xốp lớn lớn gửi. Kim quýt nha bạn. Cây này tỉa lại nhìn cái này. Tại mình bỏ cho nó lớn lớn tí xíu rồi mình tỉa nó mạnh cây, chứ tỉa hoài riết nó cũng cái cây nó không mạnh lắm. Để từ kỳ dài thôi chứ mình mới tỉa. Kim quýt này bán mấy cây ở nhà bạn ơi. Này mình còn không có mua, chứ bán một số cây sắp đế, anh em nào mua thì ủng hộ.